lớn rồi, 12 đây chơi muộn tí xong thì về. Làm gì về muộn làm gì? Lớn rồi, 18 tuổi rồi, đủ trưởng thành rồi. Bố quậy hả? Bố quậy. Alo bố à? À, con đi uống trà chay với các bạn tí. Bây giờ về á. Có mỗi 9 rưỡi. Tí nữa con về. Về luôn á. Thôi bố cứ để con chơi tí. Bố có cổng con treo. Cứ để cười lắm tí nữa con về. Vâng. Đúng rồi tao về. Lớn rồi 12 nên chơi muộn tí xong thì về. Làm gì về muộn làm gì? Lớn rồi 18 tuổi rồi, đủ trưởng thành rồi.